rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái bài của mình lên một xíu ha có nghĩa là gì à, mình đã hoàn thành hết toàn bộ một số cái chức năng cơ bản à, có ở trong cái môn dự án mẫu này rồi ha vậy thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên một xíu đó là về cái mặt là của cái thằng thủ thư à, về thằng thủ thư thì các bạn sẽ thấy là gì hiện tại á, đối với những cái chức năng hiện tại ở đây thì nó chỉ có là khi mà mình đăng nhập vô mình đổ mật khẩu à, rồi sau đó là mình thoát ra khỏi thôi Bây giờ mình có thể nâng cấp lên có nghĩa là gì? Mình sẽ phân quyền à, Bây giờ mình mong muốn là cái ứng dụng của mình á, Mình sẽ có hai cái đối tượng Để mình có thể truy cập vào cái thằng này Một là cái thằng admin Và hai là chính là thằng thủ thư à, Và hai cái thằng này nó khác nhau cái gì? À, khác nhau cái gì ha? Rồi, khác nhau đầu tiên là Ví dụ như là thằng thủ thư Thì nó chỉ có thể là quản lý được phiếu mượn Quản lý loại sách, quản lý sách, quản lý thành viên Và nó chỉ có đủ mật khẩu và thoát thôi Và nó không thể nào mà truy cập được vô cái phần thống kê chỉ có thằng admin nó mới truy cập vô được ở trong cái phần thống kê này thôi. Đó, mình sẽ nâng cấp lên một xíu như vậy ha và mình có thể là gì ẩn cái phần thống kê này khi mà thằng thủ thư đăng nhập vô, còn khi mà thằng admin mà nó đăng nhập vô thì sao? Thì mình sẽ hiển thị cái thằng này lên ha. À, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào? Để mà làm được cái việc đó thì bây giờ mình sẽ như sau nha. Ở trong cái thằng DB của mình. Nha, ở trong cái thằng database của mình á thì mình sẽ sửa lại một xíu là ngay cái chỗ thằng thủ thư này này ở đây hiện tại là nó sẽ có là mã thủ thư đúng không? Họ tên và cái mật khẩu đúng không? Và bây giờ mình sẽ thêm vô ở trong cái bảng thủ thư này Thêm một cái thằng nữa Nó được gọi là loại à, Loại ha Loại vậy thì ở đây Mình có thể là đưa cho nó một cái kiểu test cũng được ha Kiểu test cũng được ha Đấy à, Loại của cái tài khoản này à, Mình ghi là loại tài khoản nha Đấy Loại tài khoản đi Đó rồi và cái loại tài khoản này mình sẽ có hai cái, một là admin, hai là thằng thủ thư, đúng không? À, một là admin, hai là thủ thư ha. Vậy thì khi mà mình mình thêm cái bạn thủ thư ở đây rô, vô rồi đúng không? Vậy thì ở trong những cái à, những cái dữ liệu mà mình 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 chèn vô á thì mình sẽ thêm à, mình sẽ thêm vô cái quyền cho hai cái thằng này. À, ví dụ như ở đây mình có hai cái thằng là thủ thư 01 với thủ thư 02, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ chèn cái quyền cho nó. Ví dụ như thằng thủ thư 01 đó là admin. À, vậy thì ở đây mình sẽ ghi thêm là chữ admin ha rồi admin rồi còn cái thằng thứ hai là cái thằng thủ thư này thôi thì mình sẽ ghi cho nó là chữ thủ thư Đó. chữ thủ thư ha rồi ok đấy ha à, mình sẽ chèn thêm cái cái loại của mình vô rồi ở đây mình sẽ đổi mật khẩu luôn nha đổi thành một hai ba bốn năm sáu đi à, cho nó dễ ha rồi một hai ba bốn năm sáu ok rồi mình chỉ khác nhau là cái username thủ thư một và thủ thư hai này thôi rồi, sau khi mà mình sửa cái thằng này xong rồi á, à, mình sửa thằng này xong thì bây giờ mình sẽ sửa lại một xíu à, để mình check lại một xíu ha. Đó là gì? Mình sẽ sửa ở đâu? Mình sẽ sửa ở trong cái thằng DAO thủ thư. À, trong cái thằng DAO thủ thư này. Đây. À, trong cái thằng DAO thủ thư này nè. Rồi, vậy thì cái thằng DAO thủ thư này mình sẽ check ở đây này các bạn. À, ngay cái khúc này nè. À, ngay cái khúc này. Rồi, à, các bạn thấy là gì? Hiện tại là mình đã chết là đăng nhập thành công hay không? Đúng không? Ha, thành công hay không ha. Vậy thì gì? Nếu như mà thành công, à, nếu như mà thành công ở đây này thì mình sao? Mình sẽ lưu luôn. mình sẽ lưu luôn. Đây ha, ví dụ như ở đây này các bạn. Thay vì là ở trong cái thằng đăng nhập activity ha. Đây ha, trong thằng đăng nhập activity này. Khi mà nhấn nút đăng nhập, nếu như thành công thì mình mới gọi share reference để mình lưu. Đúng không? Mình lưu cái gì? Mình lưu cái mã thủ thư ở đây. À, lưu cái mã thủ thừa ở đây. Vậy thì bây giờ mình sao? Mình thêm một cái quyền nữa để mình check à, những cái chức năng mà. Thế nên là gì? Mình sẽ đưa cái thằng referen ở trong thằng đăng nhập này này. À, mình đưa qua nha. Mình copy nha. Mình khét luôn. À, mình lấy cái mình lấy cái đoạn code ngay cái chỗ này à, trong cái phần mà check đăng nhập referen của mình đó. Mình đưa qua cho cái thằng thủ thừa ở đây. Này, à, nếu như mà khác không thì sao? Thì mình sẽ gọi referen À, mình sẽ gọi xe reference để mình xử lý ở đây à, xử lý ở trong cái việc là mình tìm thấy cái cái tài khoản đó ha à, tìm thấy cái tài khoản đó vậy thì ở đây mình sẽ xử lý như sau nè rồi mình bắt qua bên này rồi thì bây giờ cái thằng xe reference này à, mình sẽ đưa nó lên thành biến toàn cục Đấy, à, đưa nó lên thành biến toàn cục nha rồi về sao và cái dữ liệu ở đây cái đóng này nè à, cái đóng này ha mình sẽ tạo ngay ở trong thằng constructor luôn đó, mình sẽ tạo ngay trong thằng constructor ở đây ha. Đấy. Rồi, đây import vào nha, import vào. Rồi, cái get service này mình sẽ gọi là context.getService. Đó nha, mình sẽ khởi tạo service ở đây. Và công việc của mình là gì? Mình chỉ lưu những cái thông tin ở trong cái thằng này thôi. Đấy, lưu thông tin trong thằng này. Rồi, bởi vì mình sẽ lưu cái thằng gì đây? Ha, ở đây thứ nhất là cái select thủ thư này nè. À, khi mà các bạn select sao này thì đồng nghĩa với việc là gì các bạn sẽ biết là nó sẽ lưu ra được những cái giá trị như sau theo thứ tự như sau ha theo thứ tự như sau này đầu tiên nó chính là cái mã thủ thư à, rồi tiếp theo nó chính là cái gì nó chính là họ tên à, họ tên ha họ tên nè rồi tiếp theo là nó tới là cái mật khẩu đúng không và cái cuối cùng nó chính là cái loại tài khoản à nó loại tài khoản rồi Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ khi mà xe refer này mình sẽ lưu cái thằng mã thủ thư đúng không? Để mình làm cái cái chức năng là quản lý à, mình quản lý phiếu mượn á hoặc là mình đổ mật khẩu á ha. À, vậy thì ở đây mình sẽ là gì? Nó chính là console.get string ở vị trí số 0 ha à, và ở đây để mà các bạn lấy được giá trị ở đây thì các bạn nhớ phải là console.multi first. À các bạn phải console.multi first giúp mình à, các bạn sẽ console chấm thư first nha rồi ở đây ha mình sẽ có là mã thủ thư thì mình sẽ lấy console chấm get string à, rồi sau đó là gì sau đó là mình sẽ lưu thêm một cái thằng nữa đó là loại tài khoản à, loại tài khoản loại tài khoản nha rồi đây và nó sẽ bằng gì console chấm get string ở vị trí số số 3 à vị trí số 3 đúng không? Đây, vị trí số 0 này, vị trí số 1, 2, 3 loại tài khoản mình sẽ lưu thêm cái thằng ở vị trí số 3 nữa ha. À, rồi, sau khi mà mình lưu ở trong cái thằng thủ thư ô này xong ha, à, mình xử lý trong cái thằng này xong thì bây giờ như sau. Khi mà mình nhấn đăng nhập thành công ha, à, mình nhấn đăng nhập thành công đúng không? Có nghĩa là mình sẽ start activity qua thằng main activity. Rồi vậy thì ở trong thằng main activity này à mình sẽ xử lý, ha à, mình sẽ lôi cái thằng loại tài khoản ra và sau đó là mình check thôi. À, mình lô cái loại tài khoản ra mình mình check xem thử là gì đối với cái thằng nào thì mình sẽ hiển thị à, cái mục thống kê được còn đối với cái thằng nào này mà nó không phải là admin thì mình sẽ không có hiển thị nó ha à, rồi vậy thì ở đây mình sẽ xử lý như sau ha đây à, ở trong cái hàm on nha on ở trong men à, mình sẽ xử lý cái chức năng là hiển thị à, một số chức năng à, cho admin, đó ok ha vậy thì ở đây mình sẽ hiển thị như sau nè đầu tiên là mình sẽ gọi thằng self-reference của mình ra, à, gọi self-reference của mình ra, rồi bằng get self-reference rồi ở đây nó chính là thằng thông tin oh, rồi ở đây là private mod ha private, rồi mod ha, à, mod private, rồi ok ha rồi sau đó là gì, mình sẽ lấy cái loại tài khoản ra, rồi vậy thì ở đây mình sẽ là string loại tài khoản ha, à, nó sẽ bằng c reference chấm rồi ở đây nó là chữ loại tài khoản à, loại tài khoản ha đó rồi đây là mặc định nè mặc định là mình sẽ để nó là rộng thôi rồi vậy bây giờ là mình check thôi nếu à, nếu như là gì cái loại tài khoản của mình chấm equal là chữ admin à, thì sao thì mình sẽ sâu ra được ha hoặc là mình 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 mình, mình mình show ra được những cái thống kê à, còn ngược lại à, ngược lại có nghĩa là gì là khác đúng không à, khác cái thằng admin này thì mình sao mình ẩn nó đi à, mình ẩn nó đi à, vậy thì ở đây mình chỉ còn là gì đây mình sẽ gọi ha mình sẽ gọi menu nè mình ẩn đi thì mục đích của mình làm gì mình sẽ ẩn những cái cái khúc này đi thôi à, mình sẽ ẩn cái khúc này đi thôi ha vậy thì ở đây mình sẽ là menu bằng cái navigation của mình à, navigation view của mình và mình chấm get menu à, mình chấm get menu À, rồi và sau đó là gì mình muốn ẩn đi thì mình gọi là gì gọi thằng menu của mình à mình mình chấm file item à file item rồi bây giờ mình file cái thằng nào bây giờ hai cái thằng thống kê đúng không vậy thì là r chấm id chấm mở doanh thu à doanh thu ha rồi và mình chấm set visible của nó là false có nghĩa là mình sẽ không hiển thị à vậy cái thằng thứ hai à, cái thằng thứ hai ha đó là file item của thằng r id m top 10 À, chấm vết set visible là full đấy ha có nghĩa là mình nếu như mà nó khác cái chữ admin thì mình sẽ ẩn hai cái thằng này đi rồi vậy thì bây giờ mình chạy thử nè à, mình chạy thử xem thử là nó có ẩn ẩn hai cái chức năng này đi không ha rồi đây nha rồi ở đây thủ thư 01 là thằng admin ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi nhấn đăng nhập à, ok à, rồi Tại vì sao? Mới nãy mình đã sửa cái mình sửa cái đa, database đúng không? Mình sửa cái database vậy thì cái gì? Ngay cái chỗ này mình phải xóa nó đi nha. Đó, các bạn phải xóa cái app đi à, hoặc là các bạn sẽ thay đổi cái version của cái SQL à, rồi xóa đi cho nó nhanh. Rồi à, chạy lại nè. À chạy lại ha. Rồi, đây nha. 1 2 3 4 5 6. Rồi nhấn đăng nhập. Ha, à, rồi đây, à, nó vẫn ra được như bình thường đúng không? Rồi bây giờ mình thoát này, rồi bây giờ mình là thủ thư không hai, à, là cái thằng thủ thư thôi, cái thằng mới nãy là thằng admin ha. Rồi bây giờ mình đăng nhập vô à, rồi mở lên, đấy các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ mất đi cái phần thống kê, à, nó sẽ mất đi cái phần thống kê nha.